Sáng nay ngày 29 tháng 6, cùng với toàn thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang tổ chức điểm cầu hội nghị trực tuyến, nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện. Trong thời gian một buổi, các đại biểu được nghiên cứu học tập các chuyên đề quan trọng về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, phân tích làm rõ những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được trong 35 năm qua. Quan điểm chỉ đạo và quan điểm phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trên lĩnh vực nông nghiệp thì nói chung là bắt đầu có những chuyển biến khởi sắc về cái đầu tư về nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất những mô hình rau sạch và rau an toàn thực phẩm. Cũng như nông dân thì nói chung cái phong trào nông dân của huyện cũng như là nói chung là xuống tới cơ sở là nói chung nó rất mạnh mẽ, nó có những cái chuyển biến tích cực. Về nông thôn thì cái vấn đề xây dựng nông thôn mới thì trong những năm qua nó thật ra là đã đi vào là ổn định và tiếp tục là nâng cao, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thì cái chủ trương này là của huyện ủy cũng như là ủy ban nhân huyện cũng như là cái khối mặt trận đoàn thể chúng ta là nói chung là gần như là phát động một cách rất mạnh mẽ về cái chủ trương này. Thì theo cái nghị quyết 13 thì trong quá trình mà tổ chức thực hiện thì rất mong muốn là các cấp chính quyền cũng như địa phương và ứng dụng thực tiễn để xây dựng các hợp tác xã ở trên địa bàn nông thôn ứng dụng về cái theo cái hợp tác xã nông thôn mới, chứ trước đây là ứng dụng về các thôn nông thôn kiểu mẫu và nông thôn mới kiểu mẫu mà chưa ứng dụng về các hợp tác xã. Hiện nay là yêu cầu được ứng dụng thực tế về các hợp tác xã để xây dựng vững mạnh các hợp tác xã này theo cái nghị quyết này. Đẩy mạnh phát triển về kinh tế tập thể theo cái nghị quyết là phấn đấu mỗi năm mà tăng là nhiều các hợp tác xã là phát triển kinh tế hơn.